Thì em xin trình bày cái project final project của em là về dataset Global Superstore. Thì trước hết là em sẽ trình bày về cái dataset em nhận được, với lại là những cái vấn đề mà em gặp phải trong lúc mà làm việc với cái dataset này. Thì tiếp theo thì sẽ là để những cái insight quan trọng nhất mà mình có thể rút ra được từ mà em rút ra được từ cái dataset này. Và sau đó thì nếu có thời gian thì có thể coi qua report trên Power BI. Dataset này là về online về bán hàng online của một cái superstore global, và thì nó từ từ trong khoảng thời gian là từ năm 2011 đến năm 2015, trong vòng 4 năm. Và đấy là hiện trạng dataset mà em nhận được. Thì có khoảng 100.000 record. Và cái dataset này nhìn qua thì có vẻ hình thức rất là ok, nhưng mà khi mà bắt bắt tay vào làm việc thì trong này là có rất là nhiều lỗi, là không đồng nhất về cái việc thu thập dữ liệu. Thì cái này đối với một cái việc mà thương mại điện với một cái trang thương mại điện tử, thì cái này như là có vẻ là gặp vấn đề lớn về trong việc mà thu thập dữ liệu hoặc là nhập liệu, nên có thể là phải coi lại trong cái vấn đề này. Thì được hết là về ví dụ như là việc thông tin về vùng lãnh thổ và thông tin khách hàng nó không cung cấp các thứ, với lại là thông tin khách hàng nó rất là lộn xộn và chỉ có mỗi tên khách hàng thôi. Và điều này thì nó gây ra rất là nhiều lỗi khi mà mình bắt bắt tay vào làm report. Thì cuối cùng thì đó là cái lỗi lớn nhất và mất nhiều thời gian nhất trong khi mà làm việc cái dataset này. Thì sau khi tiếp tục là mình đến với phần insight, thì insight của report báo cáo của em thì sẽ có đề cập đến bốn góc nhìn trên cái dataset này. Thứ nhất là tổng quan với cả con số, như là về doanh thu, về lợi nhuận, về customer. Thì và báo cáo này sẽ chủ yếu xây dựng customer dựa trên hành vi mua hàng của customer. Theo đó là mình sẽ xếp hàng và đánh giá những cái hành vi mua hàng đó, và để coi mình sẽ có những cái đề xuất tiếp theo, và để coi đó là cái nhóm khách hàng như thế nào, và từ đó là có những cái đánh giá và cái đề xuất phương án cụ thể với từng cái khách hàng riêng. Về product thì chỉ là theo dõi những cái thông tin về kinh doanh về product, để coi những cái mặt hàng nào đang là top lợi nhuận, hoặc là những cái mặt hàng nào là đang gây lỗ, gây đang ít lợi nhuận, hoặc là thậm chí là gây lỗ cho cái công ty này. Và từ đó để mình có cái giải pháp mà đối với từng cái loại đối với từng phân loại hàng hóa. Và tiếp theo là việc vận chuyển hàng hóa đối với một cái công ty global thì nó diễn ra như thế nào, và mình nên sử dụng hình thức hoặc là nó ảnh hưởng như thế nào đến cái lợi nhuận của công ty. Thì về doanh thu của công ty thì có những con số chính yếu nhất là như sau, là có 25,28 triệu doanh thu, trong đó thì có 2,9 triệu là lợi nhuận, và phủ sóng ở khắp 165 quốc gia. Thì đấy là biểu đồ lợi nhuận, như là biểu đồ doanh thu của công ty qua 4 năm 2010, từ năm 2011 đến năm 2015. Thì mình có thể thấy một cái xu hướng chung của việc mua sắm hàng hóa của khách hàng, đấy là từ ít ở đầu năm và tăng dần ở cuối, và tăng cao nhất ở vào cái quý cuối năm, năm nào cũng vậy, và tăng dần từ năm 2011 đến năm 2014. Riêng năm 2015 thì không hiểu là nó có một cái vấn đề gì đó là khiến cho cái doanh thu cũng như lợi nhuận nó sụt giảm rất là nhiều so với cái năm trước đó. Và mình có thể thấy là đây là cái biểu đồ mà biểu đồ thể hiện doanh thu của công ty trên khắp thế giới. Thì cả màu càng đậm là thể hiện cái doanh thu càng lớn, và có thể thấy là cái thị trường lớn nhất của công ty này là ở Mỹ là màu đậm nhất, sau đó thì là Úc và Trung Quốc. Thì
để thấy được doanh thu lớn nhất của Mỹ thì là doanh thu ở Mỹ đã chiếm đến 18,17% tổng doanh thu của cả công ty. Và đấy là những cái thị trường mới nổi, thị trường mới nổi trong thị trường nổi nhất của trong 4 năm của kinh doanh của công ty vừa rồi, thì có tăng trưởng về lợi nhuận, tăng trưởng về lợi nhuận cũng như là tăng trưởng về doanh thu đấy. Riêng năm 2015 thì có một thông tin thú vị là tất cả doanh thu của công ty đều bị giảm xuống, nên không có cái không 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 có sự tăng trưởng cũng như không có thị trường mới trong năm 2015, nên revenue growth của năm 2015 là để trọng. Tiếp đến sẽ là phần về customer, thì customer của công ty chỉ có một thông tin duy nhất, đó là về như như mọi người có thể thấy thì đó là chỉ là về tên, thì có vẻ như là công ty chủ yếu là bán hàng cho những cái đối tác, xong những đối tác để những họ để những cái đối tác đó phân phối tiếp theo những cho những đối cho những khách hàng nhỏ hơn. Thì có thể thấy đặc điểm của khách hàng, đặc điểm cả khách hàng của mình đó là sẽ là một tuy là một một tên một khách hàng, nhưng mà địa chỉ giao hàng sẽ là toàn khắp nơi trên thế giới, một một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ, nên mình sẽ nên khi mà phân tích data set này thì xu hướng sẽ là phân tích dựa trên hành vi mua hàng của khách hàng, thay vì là việc xây dựng chân dung của một xây dựng chân dung của người khách hàng đó là bao nhiêu tuổi, hay là vấn đề xung quanh, thì mình sẽ tập trung xây dựng bộ hành vi. Thì qua 4 năm đó thì có 795 khách hàng, với cái số lượng đơn trung bình của mỗi khách hàng là 63,85. Và đây là biểu đồ khách hàng hoạt động theo từng quý trong thời gian hoạt động. Thì đặt nhìn vào thì mới có thể thấy ngay được là toàn bộ cái khách hàng mới của công ty thì đến vào năm đầu tiên, và tất cả những cái khách hàng đó hoặc tất cả những khách hàng đó tiếp tục quay lại vào những năm tiếp tục hoạt động cho đến những năm sau cùng, cho đến thời điểm hiện tại là năm 2015 tính theo của một cả. Và đây là những cái key metric mà em dùng để mà theo dõi khách hàng, thì có vòng đời trung bình tính theo tháng của khách hàng đó, có cái chu kỳ mua hàng của khách hàng là tính từ lần mua hàng đầu tiên thì trung bình là khoảng bao nhiêu ngày tiếp theo là sẽ thực hiện một đơn hàng tiếp theo, và tiếp có lợi nhuận có doanh thu trung bình của theo khách của từng khách hàng, và có giá trị trung bình của từng cái order. Và từ những cái metric này là sẽ dùng để xếp hàng theo RFM, là để phân loại khách hàng dựa trên cái mô hình đó, và đưa ra những cái đề xuất đưa ra những cái phương pháp để cần đổi biệt. Thì cái phần đó thì dùng nguyên đều có Power BI thì có thể mở vào phần sau. Thì đây là mọi người có thể nhìn sơ qua về cái việc mà phân loại, vậy là tính chất của từng cái tên khách hàng dựa trên những cái key metric được đó. Và từ đó là cũng có những cái đề xuất em đã có để sẵn cái phần này trong báo cáo. Về phần product thì có khoảng hơn 357.000 mặt hàng là được hơn 357.000 mặt hàng là được bán ra trong 4 năm vừa qua. Và đây là những cái thông tin mà tổng hợp được qua 4 năm vừa rồi. Thì mặt hàng bảng cái mặt hàng bảng chạy nhất có vẻ như là chất chất kỷ chính, thì với khoảng năm hơn 5.200 mặt năm số lượng bán được là hơn 5.200. Điện thoại thì là cái mặt hàng có cái lợi nhuận có cái doanh thu cao nhất với 3,4 triệu. Giấy là mang lại lợi dụng giấy là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất với 24%, và trong này là ba có bàn thì là cái mặt hàng mà là tỷ suất lợi nhuận thấp nhất là lỗ luôn, là âm 8%. Thì cái này có thể những cái này những cái thông tin này có thể thay đổi theo năm hoặc là theo cái future mà mọi người chọn trong báo cáo. Thì mình có thể thấy là tiếp theo đó là cái việc mà về đổi trả hàng hóa.
cái số lượng, có số lượng mà hàng hóa đổi trả thì có thể tăng theo, nó tăng theo chu kỳ mà nó tăng theo cái vì cái biểu đồ của lợi nhuận như cái đường màu xanh mọi người có thể thấy. Nhưng mà nhìn chung thì cái tỷ lệ đổi trả nó giảm dần theo năm, chỉ có năm 2014 là bốn bảng rất là được, nên tỷ lệ đổi trả có, nhưng mà tỷ lệ đổi trả thì có cao tăng là nhẹ, nhưng mà nhìn chung là xu hướng nhìn chung là giảm. Và đặc biệt ở trong này có một cái thông tin thú vị là mọi người có thể thấy trong cái biểu đồ thứ hai là châu Phi là một cái thị trường mới và nhỏ, nhưng mà có tỷ lệ đổi trả hàng rất là tốt, là thấp hơn hẳn so với bộ thị trường kia. Và tiếp theo là về giao hàng thì số thời gian giao hàng trung bình là 3,54 ngày làm việc, và cái chi phí giao hàng là khoảng trung bình là 53,4. Thì mọi người có thể thấy là so sánh giữa bộ cái chế độ giao hàng thì cái first class là có vẻ như là đang có nó gặp vấn đề nhất, bởi vì giá thành của first class nó rất là cao, nhưng mà hiệu quả nó đem lại là chỉ tăng 0,6 ngày so với cùng cái khoảng tăng đó của standard class so với second class là đến tầm 1,3 ngày. Và thêm một cái nữa đó là chỉ cần tăng thêm có 6 đồng thôi là mình có thể giảm thêm được một, có thể nâng bậc thêm thành same day và tăng thêm được 1,3 ngày. Nên từ cái biểu đồ này thì có thể cân nhắc làm sao đó với cái first class này, có thể là bỏ nó đi hoặc là nhập nó vào cái same day, và chế độ same day để cho nó đơn giản, hoặc là để nó tăng lợi nhuận. Chứ cái việc mà tăng chi phí từ second class lên first class và việc tăng này thì đánh giá là không được hiệu quả. Nhưng mà từ cái việc tăng chi phí đó, nhưng mà nhìn chung thì cái việc tăng chi phí vận chuyển đó nhìn chung nó không có cái xu hướng làm giảm cái lợi nhuận quá một làm giảm cái lợi nhuận trên mỗi đơn hàng của công ty. Đây là cái biểu đồ thể hiện lợi nhuận của công ty so với là chi phí giao hàng. Thì mọi người thấy là cái chế độ giao hàng được cho nhất là chế độ giao hàng mặc định là được sử dụng rộng rãi nhất, và dù là loại nào thì cũng không có ảnh hưởng đến cái việc lợi nhuận tăng hay giảm. Vâng, và đó là phần trình bày của em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, Alo. ok. Cảm ơn Hưng. Hưng có thể share cái file Power BI của mình được không? Dạ vâng. Mọi người thấy chưa ạ? Rồi, mình thấy rồi. Ok. Rồi. Hưng đi sang cái thang tiếp theo xem nào. Rồi. Trang này là trang overview. Ở cái ví như là profit by month kia, mình có biết được là các cái chấm đấy đang ở tháng tháng nào không? Hay là nó chỉ là như phải đưa chuột vào để mình thấy đúng không? Còn cái này nó không không hiển thị luôn. Rồi, ok, nói chung tiếp các thứ. Bạn thử kéo thử cái giải này xem nào, bạn kéo cái slide ở bên dưới. Rồi, ok. Rồi, bạn sang trước mình về trang tiếp theo. Rồi, bạn cứ sang trang tiếp theo. ACLOC C. Rồi, ok, bên dưới là có Xin cả. xin xin để chuyển lại cái này. Đây là câu hát đúng không? Vâng. Rồi, ok. Này, rồi, bắt sang cho mình tiếp, trang tiếp theo. Ok, rồi, cho mình sang trang tiếp theo. Alo, alo. Rồi, mình nghe thấy, bạn bảo À, mình vâng. bảo chỗ. Hết À. rồi đúng hay còn trang nào nữa không? À, đây vẫn À. còn. Đây là xong product. Rồi, cho mình xem tiếp theo. Tiếp đi ạ. Rồi, ok, thì chắc là, nói chung là, mình thấy là nhìn chung thì thế mà xem qua một vài slide đấy thì mình cũng có thể có được cái gọi là cái hiểu chung về cái cách mà bạn đang xử lý dữ liệu. Thì mình có một nhận xét, một số nhận xét như thế này. Đầu tiên á, là về cái tổng quan về file Power BI thì nó rất là trau chuốt, rất là đầu tư đúng không? Nó rất là có màu sắc, các thứ rõ ràng, bố cục thì nó cũng cũng khá là đây những trang này chẳng may nhìn thấy rồi đấy, đang không được align cho lắm, như là nó không được thẳng thắn, các cái nó không được các cái chiều dọc chiều ngang, nó hơi bị lệch một tí nhưng không sao. Chứ mà về tổng quan thì màu sắc nó hấp dẫn, nói chung là mình nhìn là mình muốn xem tiếp rồi, chứ không phải là thấy làm sơ sài quá hay gì đó. Đi về đó thì tổng quan mình thấy ok này. Và nếu mà đi chi tiết
hơn một chút thì nó sẽ có một số cái, ví dụ như là cái delivery time and cost kìa, ở bên dưới kia kìa, thì có thể là mình sẽ nhá, ở trong cái phần liên quan đến điều chỉnh visual nó sẽ có một phần liên quan đến data label ấy, như là các cái phần số mà hiển thị trên từng cái đường line hay là các cái column á, thì mình có thể là đánh dấu nó một cách hợp lý hơn. Ví dụ như là mình nhìn ở cái second class kia kìa, ví dụ như ở đây nó có chấm 2.9 với cả 61 đúng không, ở cái vâng. đó, thì ví dụ như mà nếu như mà những cái số liệu nó trùng lên nhau như vậy thì người đọc sẽ phải mất thời gian để họ thử giải thích xem 2.9 ở đây nó sẽ là ở cái đường line hay là 2.9 nó ở cái biểu đồ cột đó. Thì mình có thể làm một technique, đấy là không phải technique nhưng một cái trick, đấy là mình sẽ đổi màu của cái data label đó, mình thêm cái background cho nó, có nghĩa là ví dụ như cái số 40, 61, 80, 86 kia nó đều là thể hiện của cái average shipping cost đúng không, mình sẽ đổi nó thành màu da cam, nó trùng với cả cái màu của cái đường line đó, thì nó sẽ dễ nhìn hơn đó. Đó thì đấy là một số cái chi tiết. Quay lại cái tổng quan một chút nhé, cái tổng quan một chút là mình nghĩ thế này, như là trong cái như là toàn bộ cái file Power BI này ấy, thì như là trong cái phần liên quan đến design, report design principle, nó một cái đấy là mình sẽ cần phải biết xem mình cần hỏi trước câu hỏi, đấy là cái user, như là cái người nghe của cái, là người xem của cái báo cáo này là ai đó. Thì ví dụ như là ở đây thì mình thấy nó là một cái file khá là nhiều các cái loại visual và khá nhiều các cái loại chỉ số, và nó cũng không phải là ai cũng thể đọc được. Ví dụ như có một cái chỉ số ALC hay cái chỉ số gì đó, hay là thậm chí cả RFM chẳng hạn, nó cũng sẽ là một số những cái metric mà không phải người dùng phổ thông họ sẽ hiểu được đó. Thì cái này có thể ở đây nó sẽ là một cái bài final project, là bạn đang muốn là vẽ thử tất cả những cái mà mình gọi là trình bày tất cả những thứ mình đã từng học và từng được giới học trong cái buổi giới thiệu để mình, trong cái bài các buổi để mình giới thiệu ra đây đó, thì đấy cũng là một cái cách đó. Còn nếu như mà mình sau này, nếu như bạn làm một cái file Power BI mà cho công ty để xem, thì mình cần xác định rõ đấy là cái người dùng của cái report này là ai, thì mình đưa các cái loại visual tương ứng. Ví dụ như là một cái ông ở phòng sale chẳng hạn ấy, ông mà nhìn những biểu đồ liên quan đến scatter chart này, khi ông ấy chẳng hiểu, hay là một ông ở phòng sản phẩm, ông lại nhìn các cái chỉ số liên quan đến customer ALC, RFM nhưng nó lại chưa có cái phần giải thích, thì có thể là người dùng người ta sẽ hơi bị gọi là bối rối một tí đó. Thì đấy là về nhận xét. Còn nếu như ở đây bạn, như mình bảo đấy, đến như đây bạn đang làm đấy là để bạn thể hiện ra tất cả, muốn là test những cái mình đã từng được giới thiệu, thì mình thấy là ok đó. Thì đấy là một số cái liên quan đến file Power BI của bạn đó. Còn trong, về cái phần RFM hình như là có làm giải thích nhưng mà lại chưa xong. À rồi, ok. Ừ, nếu mà có rồi thì thôi, có rồi thì tốt quá. Ờ, vâng. Đó. Ừ, rồi. Đấy là ở đấy thế là mình vừa có. Ừ. Tức là định nghĩa là nó bấm vào mấy cái này là nó sẽ làm mấy cái. À rồi, ok. Ừ, thế là tốt rồi. Ừ, rồi, ok. Quá là xịn sò. Rồi, đó, với cả lưu ý là ví dụ như lúc mình vừa thấy cái gì nó có một cái comment, một cái phân tích ở trong cái trang report ấy. Có nghĩa là ở đây ví dụ như là mình, nếu như là mình để một cái file mình thể hiện đấy là các cái số, nó gọi là snapshot, một cái số là tại hình ảnh, tại như là cái tình hình kinh doanh tại một thời điểm cố định đúng không, thì nó mình snapshot, mình chụp ảnh lại cái đó, thì mình mới nên viết cái phân tích ở trong cái trang report. Còn nếu như mình để những cái slicer mà cho người ta filter qua các cái số liệu ở trong cái trang đó ấy, thì nếu như mình để có cái phần comment mà nó không tự động thì có thể sẽ dẫn đến hiểu lầm, nhưng nó không có ý nghĩa. Thì đấy là một cái số cái nhỏ nhỏ thôi, thì mình cần xác định rõ một chút liên quan đến cái mục đích của cái trang report, nó là để show số hay là để chụp ảnh lại tại một thời điểm, hay cho người dùng filter lọc liếc các kiểu đó. Thì nói chung là mình thấy cái bài Power BI ok rồi đó, mình có một số comment như vậy. Còn về cái phần liên quan đến phần phân tích về phần slide của bạn, thì mình thấy đấy là bạn cũng đã đi từ tổng quan đi chi tiết và có cái key metric để thể hiện cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đó. Rồi thì các loại phân tích cũng rất là rõ ràng, rồi thì cũng có những cái phân tích đi sâu vào cái cốt lõi, cái core của cái dataset này. Cái logic tự trình bày thì nó cũng khá là hay, nó như là có một cái phần liên quan đến là giới thiệu về những khó khăn khi hay là những điểm bất thường ở trong dataset. Thì đấy cũng cái hay, sau đấy thì mình mới đi qua vào cái việc mình phân tích liên quan đến tình hình kinh doanh của
của công ty. Nhà mình cũng sẽ phải này, chắc nó đang nằm ở cái slide này, nó đang nằm ở cái level là mình đang mô tả lại thôi, chứ mình chưa có nhiều những cái phần liên quan đến mình đề xuất xem là doanh nghiệp họ nên làm gì. Thì đấy không sao, nhưng những cái bài mà mình mới thì mình có thể tập trung trong cái việc đấy là mình mô tả lại dữ liệu. Nó còn nếu như mà mình muốn lên những cái level cao hơn trong của data analyst thì mình có thể là sẽ tìm hiểu sâu hơn cái việc là cái điểm bất thường đó nó đến từ đâu, rồi thì mình có đề xuất gì không. Đó, còn nếu không thì mình có thể là khi mới mình có thể tập trung vào trong quá trình là visualize, mình làm mô tả dữ liệu cũng được. Đó, về cái độ tự tin và am hiểu thì mình thấy là bạn rất là am hiểu về dữ liệu cũng như là trình bày cũng khá là rõ ràng, có một số đoạn thì cũng hơi vấp một tí nhưng mà nói chung là cũng rất là hiểu về cái dataset này. Những cái thông tin thú vị thì cũng có, như là bạn cũng đã nhấn mạnh khi bạn tìm thấy những cái điều bất thường, rồi thì bạn bảo đấy là khi doanh thu trong quý 1 hay quý mấy đó thì nó thường xuyên bị giảm, như là yếu tố theo mùa vụ thì bạn cũng đã nhấn mạnh để cho người nghe người ta nhìn ra. Đó, tuân thủ liên quan đến phần là thiết kế report hay là thiết kế visual thì mình cũng thấy ok, mình comment rồi, mình thêm cái phần là data label, thì background color các thứ cho nó số liệu nó rõ ràng hơn thôi. Đó, thì về tổng quan thì mình rất ok, rất là đầu tư và trau chuốt. Một comment nhỏ về cái slide đấy là cái mình đã không thích, góc nhìn của mình không thích cái phần background của cái slide ấy. Nó là màu xanh, xong nó có các gạch dọc, nó có gạch kiểu cái đường gạch dọc gạch ngang màu trắng, và nó lại tình cờ lại trùng với cả cái màu của cái chữ của bạn với cả cái phần liên quan đến số liệu ấy. Đó, thì nó cái phần đấy nó có thể khiến cho mình là hơi bị rối mắt một chút khi mình nhìn các cái số đó. Và ngoài ra thì nếu như bạn nhìn ở một số các cái bài trước của các bạn trước thì các bạn ấy cũng có highlight kiểu xanh đỏ với những cái chỉ số, những kiểu xanh là tốt hay là đỏ thì là chưa tốt. Đó, thì mình có thể là chú ý hơn phần đấy để khi người đọc người ta đến như bạn trình bày thì ok, người ta sẽ follow theo cái giọng nói của bạn. Còn nếu như mà khi mà bạn đưa chọn cái slide, như là mình thường mình sẽ hay làm, mình hay lười, mình sẽ hơi tham, mình sẽ cố gắng là trong cái slide của mình vừa cho đủ chữ để có thể người ta đọc một phát là người ta có thể nắm bắt được thông tin luôn, thay vì phải đợi có người giải thích. Đó, thì đấy là cái góc nhìn của mình, đấy là mình có thể là highlight các thứ để cho người ta lướt một phát người ta nhìn ra luôn được những cái điểm nổi bật trong cái slide của bạn. Đó, thì mình có một số comment vậy thôi nhưng cũng hơi nhiều rồi. Ok, phần này cảm ơn Hưng. Có anh Cường có comment gì thêm không? Ok, anh thì có thêm chút thôi. Anh nghĩ là cái phần mà Xuân Hưng chỉ ra vấn đề về dữ liệu ấy, nó rất là quan trọng. Khi các bạn là người làm dữ liệu mà các bạn không biết vấn đề dữ liệu đâu thì nó rất là nguy hiểm. Khi việc nó chỉ ra đấy, nó chính là giúp cho công ty cải thiện về mặt là ghi nhận dữ liệu rồi. Sẽ có rất nhiều ông sếp, ông sẽ hỏi, đặt cái câu hỏi là tại sao mà bọn em không đề xuất các phòng ban nghiệp vụ để họ ghi nhận data chuẩn hơn, kiểu như thế. Tức là họ đổ lỗi về phía mình. Thành ra cái việc mà chúng ta phân tích, mà chúng ta sao thấy những vấn đề về dữ liệu, chúng ta phải kêu lên và chúng ta đề xuất luôn là em thấy chỗ này sai này, chỗ này ghi nhận chưa được này, chúng ta phải làm này, phải làm như kia. Cái đấy là một cái comment thêm cho tất cả mọi người đây. Cái phần phần bài slide của Xuân Hưng ấy, anh nghĩ cái điểm thiếu nhất của Xuân Hưng đấy là cái đề xuất về mặt là action nó chưa rõ. Anh nghĩ tức là cái suggestion của Xuân Hưng, anh nghĩ là nếu biết được cái Xuân Hưng có thể là sau mỗi cái phần phân tích về product, về customer hay về overview chẳng hạn, thì Xuân Hưng có một cái page đưa ra một vài kết luận và đưa ra một cái vài cái suggest gì đấy giống như là các bài của bạn trước ấy, thì anh nghĩ sẽ ok hơn. Đâu đó có thể là do là cái việc anh bảo Xuân Hưng tham gia buổi này thì hơi gấp gáp nên cho Xuân Hưng chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị. Về cái phần Power BI của Hưng thì anh đánh giá Hưng làm rất là sâu. Thực tế cái bài của Xuân Hưng nó không dừng lại ở một cái tức là nó mang tính chất là một cái analytics report luôn rồi. Tức là em đi vào từng cái phần phân tích rất là chi tiết, đặc biệt là phần cái page lên liên phần phân tích customer, nó mang tính chất là nó là analytics cái report, chứ nó không đơn thuần là những cái báo cáo sâu số mang tính chất theo kiểu là strategy report nữa. Em cũng đưa ra rất là nhiều cái kỹ thuật bên trong, anh nghĩ cái này em làm rất là tốt sau khóa học này. Đấy, em nắm được rất là nhiều cái kỹ thuật. Đâu đó thì anh nghĩ là nếu như mà cái điểm trừ ở chỗ là cái slide thôi, anh nghĩ là nếu như điểm trừ của Xuân Hưng nó nằm ở cái chỗ cái slide của em
như Quân có comment và cái phần đề xuất thì nó đang cần phải rõ hơn nữa. Thì đấy, nếu em làm phần đấy thì rất là đấy, rất là tuyệt. Ok anh, đấy là một số cái phần comment thêm của anh. Chỗ Quân nữa thì chắc là Xuân Hưng có thể update thêm một chút để hoàn thiện và có thể gửi lại cho bọn anh nhá. Ok, cảm ơn anh Cường và cảm ơn Hưng nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với xin lỗi, cái phần đấy mình cái phần phần slide ấy, mình có thể là có thêm cái agenda nữa, mình quên mình chưa nói, đấy là có các thêm các cái agenda kiểu nội dung của slide cũng như là có các cái transition slide ấy, như kiểu các cái slide hết một phần một hai phần nào đó thì mình có thể thêm cái phần mà mình nốt lại cho người đọc người ta có thể là lướt nhanh, người ta nhìn hiểu ý nghĩa. Đó, ok. Cảm ơn Hưng nhá. Thank you.